Giang, Ốc Thanh Vân. Rất thím. Rất thím rồi mà. Rất thím. Rất thím. Rất thím. Sao Giang? Đã từng nuôi cá chưa? Cá gì? Sao Giang? Sao Giang? Thấy cá ba đuôi bao giờ chưa? Cá ba đuôi gì nói bậy, cá ông tiên. Còn anh thì thấy giống cá La Hán hơn, trên đầu có cái gù nữa. Rồi. Hôm nay bà thím của chúng ta mặc một bộ trang phục mà giống như là có dây nhợ bị ràng rịch lại á. Chắc có lẽ là nhiều khi bà thím đứng lên phát biểu nó ngộ quá đó, cho nên là ông chú Trường Giang bữa nay quyết định nịch bà lại. Có nhiều dây lắm nè. Hình như bữa nay trước khi quay hình mình ăn hơi nhiều phải không Vân? Có một con người, người đó mua đồ ăn cho em ăn đúng không? Cái người đó mua đồ ăn cho người đó ăn mà em ăn ké thôi. Cái đó gọi là ăn chợ. Tôi chỉ là một công dân ăn cơm trưa vào giờ nghỉ trưa thôi. Tôi mời lơi. Dân nó ăn thiệt. Nó chỉ có hai chữ để có thể giải thích cho cái hiện tượng này, đó là ham ăn, ham ăn, ham ăn. Các bạn mang đồ ăn vô tràn ngập cái phòng quá trang, để cho bây giờ Ốc Thanh Vân cài cái áo không được. Nãy giờ hóp bụng muốn chết. Ai nói anh cái áo này nó có nút vậy? Nó không có nút. Em ơi, em đã bứt nút em bỏ đi luôn rồi. Trời, xấu thấy bà. Xấu thấy bà thôi. Này. Này, người kia yêu anh vì cái gì vậy? Giống như mấy con mà để trên tiệm vàng á. Tại cái con để tìm vàng nó quay cái phần này thôi, còn mấy cái con để xe nó quay cái phần này. Bạn rất là dễ thương. Đúng rồi, da cũng đẹp. Rất là dễ thương. Dễ xinh xắn. Chắc cũng rất là mê uống trà sữa đây. Không có đâu, mê uống trà sữa là phải mập. Đâu, đâu phải uống trà sữa mập đâu. Mập. Không hề. Tôi hồi xưa cái thời gian tôi mập là do uống trà sữa 5 năm trời. Sao không mập? Ủa vậy là ốm á hả? Ủa? Mọi người bị làm sao vậy? Mọi người cười khi Trường Giang nói như vậy với một người phụ nữ 46kg mà. Tự 46 tuổi chứ. Trời ơi, Trang ơi, anh về giống như làm tiếng gì đó Trang. Nói chi cho người ta dập mình vậy? Hả? Mà trong khi mình mập thiệt chứ có ốm hơn người ta đâu. Là một đêm Noel. Cái này ai cũng biết. Nhưng chưa có ông già Noel. Mặc dù bà già Noel ngồi đây rồi. Để ý cái đó làm chi? Kệ anh. Kệ anh có cái gì chứ. Thưa quý vị, người ta hát, người ta giảm quá nó xúc cái đế. Tôi không nói. Chúng ta kiểm tra đế dài có Thanh Vân. Bởi vì, bởi vì. Đúng rồi, đây, 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 một ngôi sao sân khấu, một cặp đây, một cặp giày có Thanh Vân. Kính thưa quý vị thân mến, quý vị đây giả là một MC đình đám mà lại một xài một đôi giày, một cười, ngôi cười sao sân khấu, một MC đình đám của showbiz Việt, một người mẹ ba con. Không, thưa quý vị, tôi nói thiệt, đây là một sự hy sinh. Cô ấy có thể để cho giày đói, không để các con đói. Giày nó mở miệng ra, luôn nở nụ cười. Thưa quý vị, bây giờ thì tôi thấm thía cái câu gieo nhân nào gặt quả đó. Ốc Thanh Vân vừa mới vạch mặt bạn kia là một cái đế giày bị sút. Bây giờ quay bị đáp lại bằng hai cái đế giày bị sút. Ôi, đôi giày của cô ấy, đôi giày của cô ấy như cá ba sa đang đớp. Em thấy không, vì cái đôi giày của em mà một ngôi sao đã bị vạch mặt. Hôm nay là Ốc Thanh Vân là thua toàn tập thưa quý vị. Sao Ốc? Được, nhìn tôi bất ngờ lại em cũng lo quá. Rồi, tập trung. Hoặc vậy căng quá. Căng. Rồi, phát biểu. Không có cảm giác là bạn này. 2, 3. Không có cảm giác là bạn này có giọng hát hay. Tức là cái cảm giác là bạn này có thể là giọng hát không hay. Đó, nó bắt đầu vô cái hệ thống đó. Đường nào cũng về Thủ Thiêm hết. Đường nào cũng về Thủ Thiêm thì hết. Nói chung là không thể là một người hát hay. Bạn muốn để cho chúng ta phải đặt dấu chấm hỏi là bạn ấy hát hay hay là không hay. Và nếu bây giờ chúng ta đưa ra nhận định rằng là bạn ấy hát không hay và đưa ra số 7 ở cái vòng này thì mình cũng sẽ hơi hoang mang, bởi vì cũng không biết đó có phải là kết quả chính xác hay không. Cho đó nên là một bạn ấy nhận định xấu rồi. Vâng ơi, của anh hoang mang là thật sự anh chưa hiểu ý em muốn nói cái gì á.
Vâng ơi, Vân, tức là từ mùa 1. Vâng, các thành nhớ thành từ mùa 1 tới mùa 2 thì Vân nó đưa ra những cái câu nói và nó có rất là nhiều cái phủ định rồi khẳng định rồi lập luận rồi trước sau làm cho người xem người nghe dễ bị rối não. Quan trọng là giải nghiệm anh được không? Quan trọng là cái người nói bà còn không hiểu. Bà nói cái gì mà vòng trộn tới trộn lui vậy nè. Ý em là sao? Ý em là anh hỏi lại nói cho hiểu nha. Nếu như chúng ta mà nghĩ rằng là bạn ấy là một người hát không hay và mình đưa ra cái nhận định đó ngay bây giờ thì mình sẽ tự bản thân mình sẽ thấy là uổng quá, muốn chờ coi là đến vòng cuối như thế nào. Nên là tóm lại là mình sẽ loại trừ cái khả năng bạn ấy hát không hay ở vòng này. Anh ý kiến thế này, hay là chúng ta chờ đến khi chương trình mình phát sóng á, mình lên YouTube mình coi lại và mình ghi cái câu này của Vân ra rồi mình chiêm nghiệm. Đúng rồi. Rồi mình mới có thể chứ tới bây giờ em vẫn chưa hiểu. Em hiểu ý chị Vân. Ý chị Vân là bạn ý chị trời Vân. Ơi con đưa vậy. Tôi không tin tạo hóa đưa ra hai siêu nhân lần này, nên nhớ tôi siêu âm. Tôi chắc chắn ông này không. Năm ngoái là chỉ một Superman thôi, cậu năm nay là biệt đội Avenger. Tôi khẳng định nếu mà bạn này mà hát hay á thì giọng của bạn ấy thực sự rất là siêu nhiên. Thôi ngồi xuống đi Dân. Trời ơi, đừng bao giờ làm chương trình lắng động một lần nữa. Cho cô ấy tóm lại sao tôn trọng thím của tôi. Không có làm việc trong tiệm hoa nổi tiếng đó đâu. Chính xác, tại vì gói một gói hoa như một cây kem không hay. Trời ơi, bà ngồi một bắt chéo giò, bà chễm chề, bà nói chuyện giống như chị Đại vậy. Anh đó. Ơi, biết sao không? Làm bà phá câu trước quốc hả? Làm mấy chương trình MC thiếu nhi hoài quen á, cô không thích các con đâu. Dạ, chương trình thiếu nhi quen à. Nghe sẵn nói. Mỗi lần bà ông nói chuyện tôi mệt quá. Bà nguy hiểm lắm. Không phải, tại vì thực sự là tại sao mọi người chỉ nhìn vào cái mà hiện hữu ngay trước đó để mà phán xét nhận định về một sự vật hiện tượng? Vậy chứ nhận định bằng cái gì? Chứ bà nhận định bằng cái gì bà nói? Đã, giờ tôi nói cho tôi coi cái bà nhận định bằng. Im lặng, chúng ta đang ở trong giờ học triết. Coi bà nhận định bằng cái gì nè. Mời cô giáo dạy triết. Dạ. Các bạn vui lòng, riêng trong trường hợp này. Ok. Đừng sử dụng lý trí để mà phán đoán là người đó hát không hay. Các bạn hãy dùng trái tim của mình. Trái tim của okay. mình. Trái tim. Và ngay trong lúc này, trái tim của tôi đang mách bảo điều giống y chang như lý trí tôi đang suy nghĩ. Là gì? Đó, lặp lại vế một. Sàm tới rồi. Thưa các bạn, trái tim của tôi và lý trí của tôi nói rằng thôi chúng ta qua bạn thứ năm. Thôi vậy đi. Đây là khu vực bán cá, cá ở ngay góc bà huyện Thanh Quang và Lý Chính Thắng. Đúng, tôi đến đó rất nhiều lần, tại tôi có nuôi hai con rùa. Trời ơi, hay đó. Nên là bạn này là không có lẫn vào cái khu vực đó cái tiệm luôn hả? Ủa, bà biết hết nguyên con đường bán cá ta hả? Có mấy tiệm ngay góc thôi. Mà sao biết hết đường nguyên con đường ta? Bây giờ tôi khẳng định là bạn ấy không bán cá đi, sao mọi người lì quá? Bạn ấy không bán cá. Bán cá là ở đây nè. Thủy, bạn này có khác với bạn trước không? Cái linh cảm của em đó. Em thấy khác. Về khẩu hình đồ này nọ khác. Nhưng mà có cái là em thấy bạn không phải người mẫu ảnh đâu. Đúng rồi, bạn đi siêu thị Y Mạch Gò Vấp nè. Ghé vô chỗ gửi xe đó. Có cái cánh đằng sau chụp hình vậy thôi. Ủa, biết location luôn hả? Em cũng chụp ở đó rồi mà. Nói chung là bạn ấy không phải người mẫu. Cũng không phải ca sĩ đâu. Đúng rồi. Nhưng mà ủa là sao? Cũng không phải là người hát không hay đâu. Ý là hát hay. Ý là hát hay đó, em đừng suy nghĩ hết trơn. Trời chết rồi, em đội của chị Vân mà em còn không hiểu nữa. Em không nghĩ chị Vân dạo này nặng dữ vậy. Chết rồi. Giang, với những gì ngoại hình mang lại và với những gì cậu ấy đang tạo nét thì có thể cậu ấy sẽ hát hay. Nói chung là tới bây giờ cũng chưa hay là bạn ấy hát hay hay là không. Nhưng mà sẽ thật sự là không hay nếu như chúng ta không biết bạn ấy không hát hay. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái cách hay hát của bạn ấy thì không hay. Rồi, đổi chỗ đi vào vớt xe đổ của ốc rồi. Đổi chỗ đi. Sao nó lay lẹ vậy đó? Ê, anh nói nghe nè, cái cặp này mà về chung một nhà là coi hết chương trình luôn. Khán giả cũng không hiểu nói gì á. Hay là mình giữ phong cách như vậy từ đây đến cuối đi. Đến cuối show này thôi. Năm sau mình đâu được mời nữa. Ôi dạ. Nói một câu cho Thuần phong cách với Thành coi. Sẽ thật là không hay nếu như mà mình nghĩ rằng người đó là hát hay mà mình lại nói với người ta để cho người ta nghe vào cái lỗ tai người ta rằng là mình nói người ta là một người hát không hay. Cho nên tốt nhất cái điều hay nên làm vào lúc này là mình hãy khẳng định người ta là một người hát hay. Hay. Thế thôi. Hay. Hay quá. Mời chị về chị ơi.
Hay quá. Lấy bệnh đuổi đi đi Thủy ơi. Lấy bệnh đuổi đi luôn chứ đừng cho về nhà nữa. Đóng cửa đi cơ. Con xin lỗi Trang nha. Xin lỗi chị Trang nha chị. Thanh sẽ. Bạn luôn tìm được chi âm ngay đây. Chúc mừng bạn Trấn Thành. Thôi bây giờ nghe chữ môn nhân. Nghe chữ môn nhân cũng phải khó hiểu nói nè. Phải lạnh hoành á. Mọi người bị làm sao vậy? Chuyện nó quá đơn giản, tự nhiên cái ngồi phân tích mất thời gian lên sóng. Bạn này, thì em nói thiệt, nãy giờ em muốn lấy cây guốc em chọc chị nghe. Thủy ơi. Thủy ơi, hay em, quá em ơi, em không, đã bỏ cái hình tượng ngọc nữ của em ra rồi. Em không nói một câu nữa hết nhưng mà cái câu em nói ra là dính vô con mắt người ta liền. Sau khi xem những cái động tác của bạn này thì... Nói câu cho có ý nghĩa nha. Em đang phân tích, mọi người cứ tập trung. Ok, Thiếm tiếp tục. Sau khi xem những động tác của bạn này khi mà nghiên cứu sinh thực vật á, thì em có cảm giác là không biết bạn ấy có phải là nghiên cứu sinh thực vật hay không. Và sau khi nhìn cái khẩu hình của bạn ấy khi mà bạn ấy á, thì em lại có một cảm giác là không biết bạn ấy có phải là nghiên cứu sinh thực vật hay không. Nè, đi về bán sốc tờ ra. Sốc bị phạm, sốc bị phạm. Rất là điều rất là chân thành, tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Mạng tôi sáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tôi về một gói mì tôm.